Bạn hãy dừng lại, đừng bỏ qua video này, vì đây có thể là video giúp cho bạn thay đổi cuộc sống bế tắc hiện tại của mình. Nếu như trong cuộc sống của bạn đang có những vấn đề, đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng về mặt tinh thần, bạn đang chưa biết cách làm thế nào để giải quyết nó, hay bạn đang chìm đắm vào những lo lắng, những nỗi sợ vào buổi sáng khi vừa mới thức dậy, thì bạn hãy bình tĩnh nhé. Một cánh cửa này đóng lại, thì một cánh cửa khác lại được mở ra. Và chìa khóa ở đây đó là phép màu. Trong cuộc sống này luôn có phép màu xảy ra với chúng ta. Và suốt gần một thời gian dài qua, Trang đã giúp cho hàng nghìn anh chị thay đổi được số phận của mình chỉ bằng cách thực hiện phép màu của lòng biết ơn. Người nào có lòng biết ơn sẽ được ban tặng dư dả, và người nào không có lòng biết ơn thì những gì anh ta đang có, cô ta đang có sẽ bị tước đi. Chúng ta hay cứ xoay ra bên ngoài, chúng ta cố gắng để thay đổi thế giới bên ngoài,